Hai mình mẹ đơn thân xin chào mọi người nha. Hôm nay mình cận cảnh cho các bạn xem là mình đốt từng khuyết điểm trên da mặt cho khách nha mọi người. Mình đốt cho chị khách này rất có nhiều khuyết điểm nha mọi người. Chị này là vừa bị những cái mụn thịt gần khóe mắt và những cái tàn nhang và một ruồi, nói chung là rất có nhiều khuyết điểm nha mọi người. Thì mình đều đốt được hết nha cả nhà. Thì trừ khi mình không đốt và trừ khi những cái một ruồi nào mà có chân máu đó, một ruồi máu đó cả nhà, người ta gọi là một ruồi máu, thì mình cũng không đốt cho khách nha. Mình từ chối những một ruồi đó nha. Còn toàn bộ là mình đốt được nha mọi người. Mình đốt qua cái này thì mọi người cứ nghĩ là sẽ có sẹo, nhưng mình bao không có sẹo luôn nha cả nhà. Thì nó không phải giống như là người ta chấm những cái thuốc axit vô nha. Chấm những thuốc axit là nó để lại sẹo nha cả nhà, nhưng mà nó gùi nó cũng không hết luôn. Thì người ta chấm axit thì nó chỉ hết tạm thời thôi, thứ nhất, thứ hai để lại sẹo. Còn một gùi thì nó vẫn lên lại nha cả nhà sau một thời gian nha. Còn mình đốt cái này thì mình nó hết 90% nha cả nhà. Như đốt những khuyết điểm như vậy thì mình bảo hành đốt lại lần hai nha mọi người. Bởi vì có những cái nốt ruồi màu đen á cả nhà, đen đậm á, thì mình không biết được cái chân của nó sâu cỡ nào. Thì những cái nốt ruồi đen đó thì mới mình chỉ đốt những cái độ vừa phải thôi. Mình coi nếu khách hết thì ok, còn khách mà không hết thì lần sau lại mình sẽ đốt sâu hơn nha. Nhưng lần sau lại đốt thì mình bảo hành sẽ không tính thêm phí nha mọi người. Thì những cái đốt đó thì mình đốt, mới đốt thì nhìn thấy có vẻ như là không ok lắm nha. Nhưng mà nó sẽ rụng sau một tuần nha cả nhà. Từ 5 đến 7 ngày là nó sẽ rụng hết những cái đốm này. Rồi mình kết hợp xài với một chai serum Hàn Quốc của mình nữa. Thì chai này thì cũng dạng như tế bào gốc đó mọi người. Xài cực kỳ hiệu quả luôn. Thì bạn nào thích xài thì càng tốt cho da. Thì bạn nào không thích xài thì mình cũng không ép buộc để lấy chai serum mình đâu nha. Thì nói chung là mình bao không có để lại sẹo nha mọi người. Mình đốt cho khách mình rất nhiều rồi, không ai để lại sẹo nha. Và bảo đảm sẽ hết những cái đốt mà mình đốt nha cả nhà. Nói chung là mụn thịt, nốt ruồi, tàn nhang, những cái gì mà mình cảm thấy khuyết điểm trên mặt khách mình đốt được, mình sẽ đốt và sẽ hết nha cả nhà. Đây là mình chấm cho khách là ngay này là khách bị đeo mắt kính nhiều quá đó mọi người. Thì ngay chỗ cái sống mũi đó đem kính nhiều quá, nó bị thâm đen. Đen mà đen khách không tẩy được luôn. Thì mình cũng đốt luôn nha mọi người. Còn nói về giá cả thì mình sẽ không có lấy giá như trong cái spa lấy giá cao nha cả nhà. Tại vì trong đó người ta làm còn mặt bằng rất là cao. Mình làm ở ngoài này thì mặt bằng chi phí cũng không có cao nha. Cho nên mình lấy giá rất bình dân nha mọi người. Nếu mà bạn nào có nhu cầu đốt những khuyết điểm như vậy hay là phi tái tạo da, nói chung là bên mình làm đẹp tất cả nha cả nhà. Thì cả nhà có nhu cầu làm đẹp thì hãy liên hệ inbox cho mình, hay là nhắn tin cho mình, hay gọi điện qua Zalo cho mình, hoặc là số điện thoại của mình nha cả nhà. Những cái vết kem trắng đó là mình ủ tê cho khách, cho nên đốt khách sẽ không đau nha mọi người. Nói không đau luôn là mình cũng không đúng, nhưng mà chỉ nhói nhói. Nói nhẹ thì hơn nữa mình đốt cũng không có sâu lắm nha. Thì khách cũng không có đau gì lắm, có nhói nhẹ thì khách người ta chịu được nha cả nhà. Nhưng mà mình không có làm sống cho khách thôi nha. Có UT nói chung là dùng cái từ là không có đau á. Có với mình thì mình làm sống luôn mọi người ơi. Thì mình thấy không đau gì nha. Còn khách thì mình phải UT, cho nên nó sẽ không đau đâu nha các bạn. Như chị khách này thì da của chị rất nhiều khuyết điểm, thì mình phải chia ra nha mọi người. Thì chỉ có thích tái tạo da, phi kim tái tạo da luôn thì mình chia ra nha. Mình đốt cái này xong rồi, những khuyết điểm xong rồi, để sau chừng một tháng để da đàn hồi lại, nói chung là da nó khỏe lại thì mình sẽ tiếp tục tiến hành phi kim tái tạo da cho khách nha mọi người. Thì bảo đảm cả nhà, thì nói chung là mình làm giá rất bình dân nha. Mình lại nhắc lại nha, giá sẽ không mắc nha. Cả nhà muốn biết giá thì có thể liên hệ với mình qua Zalo số điện thoại đó nha mọi người. Thì mình sẽ không lấy mắt đâu, nhưng mà bao hiệu quả cực kỳ cao luôn nha cả nhà.
Thank you.